các bạn học một chút mà các bạn đã hiểu được vấn đề đúng không đây, cái vấn đề chính của bạn là cái này, này. Đấy. còn cái cái cpr này nó chỉ là cái factor thôi Thưa thầy, cho em hỏi ạ, à, em đang làm nghiên cứu về CRP trong tiên lượng tử vong. Đấy. Khi mình tìm được điểm cắt ớp rồi, chia nhóm nghiên cứu thành hai nhóm, rồi tính OR thì có được hay không? Đấy. Thế khi mà bạn hỏi cái câu hỏi này này, này. thì tôi nói tôi nói điều này nếu mà giả sử như sai thì đừng có tự ái nhá, nói sai đừng tự ái, bởi vì có một số bạn thì có thể là rất là cao siêu thì tôi không biết được nhưng mà đối với tôi thì tôi khi mà tôi đọc như này tôi đang thấy là vấn đề tức là khi mà em hỏi điều này này là vấn đề nghiên cứu của em là em có thể là cũng chưa vẫn đang lơ tơ mơ về cái vấn đề này đúng không bởi vì là khi mà cái vấn đề nghiên cứu của mình đang bị lơ tơ mơ thì mình sẽ không biết được là mình sẽ chọn đến thiết kế nghiên cứu nào và sau đó sẽ mình sẽ không biết được là mình sẽ tính toán cái cuối cùng là cái gì cái kết quả cuối cùng nó là cái gì đúng không Đấy. tức là khi mà mình làm đây này thì mình sẽ cần phải xác định được vấn đề cái quy trình nhá cái quy trình làm nhá là mình phải xác định được vấn đề nghiên cứu này sau đó thì mình mới đặt ra cái câu hỏi nghiên cứu và từ câu hỏi nghiên cứu đấy mình lựa chọn ra được cái thiết kế nghiên cứu phù hợp để có thể trả lời được cái câu hỏi nghiên cứu của mình đúng không thế thì khi mà mình chia hai nhóm thì người phải hiểu là lý do vì sao mình cần phải chia hai nhóm đúng không vì sao mình cần phải chia hai nhóm mình muốn mình muốn so sánh hai nhóm à mình muốn tính hiệu quả của cái can thiệp đấy à hay là mình muốn sử dụng cái này để làm cái gì đấy. thì cái vấn đề chính của em ở đây nó là cái gì thì tôi không rõ cho nên là cho nên là đối với lại trường hợp của nam này này thì tôi vẫn khuyên là gì là nên đi học người lớp về nghiên cứu khoa học hoặc là không thì có thể dành thời gian ngồi với lại thầy cô hướng dẫn của mình ấy hoặc là có một thầy cô nào đấy hiểu về vấn đề này này đấy thì nhờ thầy cô định hướng lại cho mình xem là cái vấn đề nghiên cứu của mình là gì cái thiết kế nghiên cứu của mình nó phù hợp hay không và sau đó thì cái biến nào là cái biến số chính và và cái việc mà chia nhóm hay không chia nhóm tính or hay không or thì nó phải dựa vào cái việc là em làm cái điều đó để làm gì đấy. cái cái điều mà mình làm đấy nó có giúp cho em trả lời được cái câu hỏi nghiên cứu của em không tôi không hiểu là cái 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 câu hỏi nghiên cứu chính của em nó là cái gì cho nên là tôi sẽ không để nào mà nói được là có được hay không được đấy. và đôi khi đôi khi là chúng ta khi mà chúng ta không rõ được cái điều đó nên là cái cái việc là gì chúng ta định hình ra nghiên cứu của mình là nó bị nó bị gọi là lộn xộn sau đó mình lấy số liệu nó cũng lộn xộn và cuối cùng là cái kết quả đấy nhiều khả năng là nó cũng không có nó không có nhiều ý nghĩa lắm nhé yeah. đấy là câu trả lời cho bạn bạn nam nhé Để, bạn nam nhé nói nói thêm một chút nhé nói thêm một chút nói thêm một chút nhân tiện về cái này thế thì một số bạn bảo là thầy bảo là bây giờ cái này nó dối nó không ấy như nào thì trong trường hợp này ví dụ nhé ví dụ nhé ví dụ như trong trường hợp này thì cái vấn đề nghiên cứu chính của bạn ấy là gì đố các bạn biết đây vừa vừa nãy tôi dạy rồi đấy theo các bạn thì cái vấn đề nghiên cứu chính của bạn ở đây là gì cái biến áo cam chính là gì một số bạn mà học cái lớp mà nghiên cứu khoa học tôi thì có thể biết còn bạn nào mà mà chưa học thì thử đoán xem nào theo các bạn là nhân tiện đây thì mình mình học luôn học lẫn nhau luôn theo các bạn thì cái vấn đề nghiên cứu chính của bạn nam ở đây là gì Nam theo nam thì cái vấn đề nghiên cứu chính của em là gì thì trả lời cho xem là sẽ Xe có biết không. Nếu mà biết thì là là cũng ổn ổn đấy. Còn không thì là căng đấy. <laughs> cái vấn đề nghiên cứu chính của em đây là gì nhỉ? Cái biến ao căm chính của em là gì? Alo alo. Cái biến ao căm chính của em là gì? Khó phết đấy. Không trả lời được à? ờ đấy bạn nam bạn ấy trả lời các bạn khác có đồng ý không nhỉ các bạn khác có bạn hạnh là ảnh hưởng <laughs> các bạn đang xem live stream thì trả lời thế xem nào đang xem live stream thì trả lời thế nào rồi tốt quá đấy anh học các bạn học một chút mà các bạn đã hiểu được vấn đề đúng không đấy, cái vấn đề chính của bạn là cái này này đấy. Còn cái cái CPR này nó chỉ là cái factor thôi, mình dùng cái factor đấy để nó tiên lượng ra cái kia đúng không? Cái outcome chính của bạn nó phải là cái này này. Outcome nó phải liên quan đến cái tình trạng sức khỏe của con người ấy. Đấy. Thế còn những cái thứ này nó chỉ là gì? Là những cái yếu tố nó gọi cái này nó gọi là là biến biến độc lập hoặc là nó gọi là các cái factor nhé đấy, cái này chính là factor đấy hoặc là independent đấy independent đấy. variable nhé yeah. đấy, việt anh không đúng rồi ở đây có bạn uh, Thụy Hương đúng này, Thụy Hương đang học này. Uh, Lê Duy này, đúng rồi này. Đấy, Nam biết rồi này, đúng không? Đấy, ok. Rồi nhá. Đấy, Nam báo cái đấy nhá, báo một cái đấy và hai nữa là nếu mà có điều kiện thì có thể đăng ký cái lớp mà nghiên cứu khoa học trong ngành y mà tôi đang dạy đấy, Mới một được một buổi đấy, học cái lớp đấy cũng được. Thế còn lại thì cái vấn đề nghiên cứu này của em này thì em sẽ cần phải uh, gì nhỉ? Mình sẽ Uh, mình sẽ tìm mình dùng cái từ khóa từ khóa là tử vong và cái tiên lượng cpa này CRP này để sau đó tìm Đấy thì tôi nghĩ là cái đề tài này của em có rất là nhiều các cái nghiên cứu về vấn đề này rồi Đấy nên mình tìm mình mình học thôi <cười> <cười> Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên để không bỏ lỡ các video tiếp theo hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi